thì bạn Liên đang chuẩn bị món đang xào dở món món chả cá, chuẩn bị chuyển chuyển qua món mướp lấu lấu lạc, mướp lấu giã lạc nấu cùng. Vẫn là hình ảnh quen thuộc đấy, với một cỗ mướp và lạc thì các cậu biết giá thế nào, giá siêu phẩm. Nồi nó cho khô lên xong sẽ bỏ bỏ dầu ăn vào nhé. Món này mình sẽ xong rồi, đợi nồi khô thì mình sẽ cho nước vào, cho dầu vào. Đấy. Ô tôi chết rồi. Cho nước vào. Nước này là cái gì đây?
Mấy dâu ấy còn kìa.